Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Hôm nay như đã hẹn, xe tải với những chiếc binoculars bên trong đã cập bến. Mình sẽ đem đến các bạn toàn bộ quy trình vận chuyển từ xe tải vào kho hàng của team Minh Phụng sẽ được thực hiện như thế nào. Hãy cùng xem video với mình nha. Do chuyến hàng về cùng với ngày xuống công nên khi anh em xem video này trời đã khuya, bàn nâng hạ xuống, cửa tải mở ra, đội truyền tay nhau đưa những chiếc ghế piano vào trong kho. Bên trong thùng tải là chiếc piano cơ, phụ kiện đàn bọc cẩn thận, những chiếc ghế được sắp xếp theo vị trí chọn trước. Chiếc đàn cơ đầu tiên được 5 người đưa từ tải chuyển đến xe nâng đẩy vào trong kho. Toàn bộ các vị trí trên piano đều bọc bìa dày với băng keo cố định để vào trong. Bên trong kho, từng dòng piano cơ sẽ được phân loại và để theo khu vực cụ thể. Chính vì thế, các bạn hãy yên tâm về chất lượng cũng như vẻ thẩm mỹ của các cây đàn đang được kinh doanh tại Minh Phụng Music nhé. Ngoài việc đem đến cho các bạn những video chất lượng vô cùng chân thật về công việc hàng ngày của nhân viên công ty, thì hiện nay Minh Phụng Music đang có sự kiện vô cùng hấp dẫn dành cho khách hàng, chính là chương trình khuyến mãi giảm giá cực sốc cuối năm dành cho tất cả các dòng piano cơ đang được phân phối tại công ty, mang đến cho bạn địa điểm mua nhạc cụ vô cùng uy tín. Thì đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp của Minh Phụng luôn nắm bắt tâm lý khách hàng, không ngừng phấn đấu nỗ lực trao dồi kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp tất cả thắc mắc từ phía người tiêu dùng. Quay lại với công việc thôi anh em, đấy là khu vực dành cho từng dòng đàn đến từ nhiều hãng nhạc cụ nổi tiếng, số lượng lớn upright piano sắp xếp thành hàng thẳng tắp theo từng dòng model riêng. Ngắm nhìn hàng loạt những chiếc đàn đang ở đây, các bạn thấy đã mắc không? Số lượng hàng luôn được kiểm tra hàng ngày hàng tháng để piano luôn đủ hàng phục vụ các bạn. Ở đây bên trong thùng tải, nhân viên đang chuẩn bị để mang đến cho khách hàng dòng baby grand piano mới được nhập về showroom Minh Phụng Music. Đợt này dòng đàn này được bọc vải dày, nhiều lớp bìa cứng khổ lớn, ràng dây thừng cố định kỹ càng, đổi với đông anh em để đàn từ thùng xe ra trước cùng với team ở bàn nâng kéo đàn chậm chậm hạ xuống rồi phối hợp đưa vào kho với nhóm 3 người đỡ đầu đàn để đổ dốc và từ từ lăn bánh. Khi đội đang mang chiếc baby grand piano thứ hai vào kho, hãy tìm hiểu những nét thú vị trên dòng đàn này với mình nhé. Đây là loại piano nằm có kích thước nhỏ, gọn nhẹ, vẻ đẹp sang trọng, giá thành hợp lý, phù hợp với mọi gia đình, rất được ưa chuộng hiện nay. Và chiếc đàn thứ hai của dòng này đã được team đem vào kho. Chuyến hàng xe tải thứ ba đã đến, các nhân viên lại tiếp tục những công việc quen thuộc cùng nhau hạ đàn và đưa vào kho. Đội hôm nay có mặt tại kho rất đông và đều là những nhân viên lành nghề, chuyên nghiệp với sức khỏe tốt và thể lực bền bỉ. Còn đây chính là những chiếc binoculars đi đến đại lý đang được đội ngũ đẩy ra bàn, nâng lên và đưa vào xe tải. Tất cả những cây đàn lên đường trong ngày hôm nay đều phủ toàn bộ thân, nhiều lớp ni lông dày, nhiều vòng vô cùng kỹ càng, từ từ lăn bánh ra phía ngoài và được các anh mang vào xe tải. Và cây piano cuối cùng đến đại lý đang được nhân viên Minh Phụng làm vệ sinh sạch sẽ, sau đó lại lên xe chuẩn bị lên đường và buổi nhập hàng. Số lượng hoành tráng binoculars và baby grand piano tại Minh Phụng Music hôm nay đã hoàn tất rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm mẫu binoculars yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.